ông sư giảng cho biết nè, mèo kêu nghe tiếng ai bi là mèo năm 23 tới 21, 22, 21 con trâu nè, 22 con cọp, 23 con mèo. Mèo kêu nghe tiếng ai bi quân thần vũ tử siết chi ưu phiền. Mèo là tới rồng à, mèo 23, rồng 21, rồng bay sao xiếm nào yên, rắn 25 nè, rắn bò giáp giới đảo diêm dương trần, chừng nào có ngựa, ngựa là 26 đó, có ngựa rồi có dê đi không, chừng nào có ngựa có lân có quy có phụng là nói về tứ linh là ngon lành nữa, là có quân có thần, là tới 26 là con ngựa đó là quân thần tô chúa cùng nhau hiệp mặt. 26 thì trở lại vấn đề là định phân phân định là 7 năm như vậy đó, 7 năm mà từ 20 tới 26 đó, thì đây là để nhắc lại cái năm 21 này con trâu nè mấy cháu ơi, kinh hoàng lắm. Con trâu này mà chính bổn con ba đó, mình lọc ra đó là cả thải là ông nói 50 mấy điểm, ông nói về con trâu, con trâu với con cọp này nè. Nhưng mà chú Sáu biên ra đây mà 10 mấy điểm thôi, nói về trâu cọp. Những đoạn văn năm Sửu tức là con trâu 2021 và con cọp 2022 của ông ba chính bổn Nguyễn Văn Thới. Ngồi nghĩ nghĩ việc thế khó âu, đức đầu đức đích con trâu sổ chuồng. Năm 21 này là nghe mấy cháu, mốt này năm con trâu này nghe. Ngồi nghĩ nghĩ việc thế khó âu, đức đầu đức đích con trâu sổ chuồng. Hay là chỉnh lạ thay trâu cài đáy biển, trâu cài đáy biển. Cái trận Biển Đông là năm con trâu này nè, nó xảy ra trận Biển Đông ngạc ngư phong tạc thiền cầu tăng quan ở Biển Đông. Chỉnh lạ thay trâu cài đáy biển, người ta cười hở miệng cùng nhau. Hay là tử sanh dễ khó, có biết đâu mang quả con trâu, đâu cũng chửi căm hờn cái lưỡi, chửi không đau, nước mắt tai lao lao nước mắt, nước mắt miệng cười cười nước mắt, con trâu người dắt dắt con trâu, ăn cơm với mắm thấm về lâu, người chẳng biết đâu trâu Phật dắt, trâu Phật dắt. Hay là cuộc thế hai trâu đâu thấy một, con ăn con cột một con nên, con cởi ngồi trên quên đường xá, con này quắc gắt quá tá lại cây. Hay là thương nhớ nghĩa mới bài cơ lậu, tặng cho người lo hậu về sau, giữ cái đầu chẳng đứt thời lâu, đừng ngó thấy con trâu mà cởi. Từ linh phủ xe lan trở bánh, khiến lạng ly bá tánh đảo quyền, trâu thả lan nhiều kẻ trách tiền, ngu phùng hổ đáo miền lao lý, chí mèo giật Phật khí hiền ra. Trâu thả lan nhiều kẻ trách phiền, ngu phùng hổ tức là trâu gặp cọp, ngu phùng hổ tức là trâu gặp cọp, hết năm con trâu qua năm con cọp đó, ngu phùng hổ đáo miền lao lý, chí mèo giật Phật khí hiền ra. Bầy trâu con trắng con đen nhiều người cười nói, ít khen trâu cò, bầy trâu chẳng lộn con bò, thật thà khó chịu lần dò ăn riêng, chánh chưng trời Phật thánh tiên, nước dưng dễ mực bình yên con trời, năm nay sắp đến thấy đời, giữ lành lành giữ mặc lời che khen. Và kia lý nọ đèo bồng, giảng sanh cửu tử không lòng lo âu, xa đường kéo nước nhờ trâu, bắt cầu chuột lội mèo đâu ngồi đình. Con trâu nó khổ nhưng mà bắt cầu chuột, chuột 20 rồi đó là mới tới trâu nè, bắt cầu chuột lội rồi mèo đâu ngồi đình. Rồi tới con mèo 23. Thấy việc kẻ khóc người buồn, bây giờ mới biết ở chuồng là đây, bấy lâu chê Phật không hay, bây giờ mới biết bỏ thay hội này, chưa từng đáy biển trâu cài, chưa từng đáy biển trâu cài, ngư phùng đại lộ khó rài người ơi. Chưa hồi nào giờ mình chưa từng biết mà trâu nó cài với đáy biển. Ý là nói năm con trâu đó, cái Biển Đông đó là sẽ tan thành tan nát hết. Rồi nước nó ngư phùng đại lộ là cá lộ trên mà mặt đường, ngư phùng đại lộ khó rài người ơi. Chẳng qua dẫn khiến rã rời, đố ai bẻ nạn chống trời cho lâu, mắt trước sợ mắt lòng sao, mắt mèo mắt chuột mắt trâu tỏ tường. Đó chuột rồi trâu rồi cọp rồi mèo, đại điềm xuất hiện can cường, chăn dân một cõi phi thường bất lai, bây giờ lố mí trong gai, mà người chẳng biết để ai biết giùm. Từ năm Kỷ Dậu mất trâu tới nay, nhìn đặng gẫm lâu con bò, lưng trâu còn đậu con cò, con cọp leo luống
lần dò kiếm ăn. Trâu cọp. Tam quan mở cửa sáng ngời, dấu son để đó nhờ trời năm sao. Chừng nào hết thấy con trâu là hết năm con trâu này nè, 21 này đó. Môi son má phấn, đâu đâu xem tường. Chuột loan nó chạy ra đồng, chuột là năm 20 rồi đó. Trâu ai thả đó, mít lòng không lo, phải đem tiền bạc dằn kho, rước quan thầy kiện lại lo chuyện này. Tiền hậu hữu chánh giáo kiền, một nhà con dữ con hiền giết nhau. Phật trời ngồi chẳng thấy đâu, hai mèo, hai cọp, hai trâu ngày ngà. Hai trâu rồi tới hai con mèo, hai cọp, hai con ba con này, trâu mèo cọp. Chí tâm khai diễn trường thi, chư văn hội thí, thức tri bạn mài. Cạn lẽ trời Phật cho bài, thâm thâm chi diệu, việc này chẳng lâu, lỗi giỏi, khỏi lỗi đường sâu. Hết con trâu Phật, biết đâu mà tìm. Bây giờ mình xin nhau mình nói chuyện con trâu, không lo con cọp, biết đâu con mèo. Bây giờ mình nói chuyện con trâu mà không lo con cọp là hôm hai, con mèo là hôm ba. Xếp nhau nói chuyện con trâu, không lo con cọp, biết đâu con mèo. Chẳng lo phò chúa qua đèo, tham sanh quý tử lúc nghèo chẳng theo. Ngồi buồn, xích chó đuổi heo, cho người thấy nhiệt, khỏi ao Phật trời. Còn ít bài nữa. Tầm hiền tầm ngõ thời lâu, người giữ chẳng thiếu, biết đâu hẹp lòng. Trâu tôi, con cởi con dòng, lại thêm con nghe cực lòng phải chăng. Trâu tôi còn cởi con dòng, con trâu này trâu năm nè. Trâu nghé là tháng chạp á, tháng chủ con trâu là con trâu con, trâu thác là gọi là trâu nghé. Chừng nào tỏ đẳng đạo long, rồng đanh phụ thể đức ông ra đời. Rồng ám chỉ năm 24, mặt hồng đổi dạng con trời, đôi mươi nhỏ lại trên đời khôn ngoan. Hào quang chiếu sáng nam bang, đuổi trâu ngó thấy tan quang xóm làng. Hết con trâu bú qua con cọp là tan quang xóm làng. Phần nào tích thiện để riêng, phần nào khi thánh khi tiên có phần, đuổi trâu gặp cọp rần rần, 10 phần phát bãi 8 phần người ơi. Thế sao trâu nhỏ ngó trời, trâu lớn của Phật cởi thời khỉ la. Không về đại thánh ngày ra bất tử, thiệt ta không về. Phật thì độ thảo thượng thảo hiệp hòa, Phật độ thảo thượng hiệp hòa. Độ ngang độ dọc Phật mà độ đâu, tụi ngang dọc là Phật không có độ. Phật độ cho mất con trâu, tam thinh xuất hiện đâu đâu giữ mình. Nói mấy cháu, Phật độ cho mất con trâu, tam thinh xuất hiện đâu đâu giữ mình. Ý nghĩa là ông ba ông nói hết con trâu rồi đó, bước qua con cọp đó là ba tiếng sấm đổ tam thinh. Phật độ cho mất con trâu, tam thinh là ba tiếng sấm đổ xuất hiện đâu đâu giữ mình. Phần nào tích thiện để riêng, phần nào khi thánh này khi tiên có phần, đuổi trâu gặp cọp rần rần, 10 phần thác bãi 8 phần người ơi. Đức thầy cho biết cơ tầng nhiệt lập trời trở lại là nhân vật 10 phần 278 đọc có thấy rồi. Nhưng mà thầy không có nói chắc là hao vào thời điểm nào. Giọng ba giọng cho biết đó, là phần nào tích thiện thì để riêng, phần nào tích thiện là tu hiền đó, phần nào khi thánh khi tiên thì có phần. Như đuổi trâu gặp cọp rần rần, hết năm con trâu bước qua năm con cọp đó là 10 phần thác bãi 8 phần người ơi. Ông ba nãy có nhắc lại đó, là cái cơ tận diệt đó, thất phần dư tử thiểu sanh tam phần. Thất phần dư tử, tử là chết dư bảy phần, thiểu sanh tam phần, sanh là sống, thiểu là thiếu, tam là ba, sống thiếu ba phần đó. Thì ngày nào cũng chỉ để cơ tận diệt lập trời trở lại sắp đến đây đó, thì hao 7 rưỡi còn 2 rưỡi. Trí huệ mưu kế cao sâu, Phật trời nói đó, xét tâm việc này làm tớ sao dám cãi thầy. Người nào ngó thấy, người nào ngó thấy trâu cài biển sâu. Nhắc đi nhắc lại trâu cài với biển không, thì năm con trâu này là cái biển đông là tam quan đó, trâu cài đáy biển á. Ngạc ngư phong tạc thiền cầu tam quan, biết sao nghe nói tỏ lời. Chuột mèo trâu cọp rồng thời nửa con, chuột 20, trâu 21, cọp 22, mèo 23, rồng 24. Chuột mèo trâu cọp rồng thời nửa con là 24, nửa con rồng để chút nữa nói cái chỗ nửa con rồng đó. Thấy Phật không nói thon giòn, nên hư Phật nói dạ con mới mừng. Trâu không chuồng thả lội một giây, nhà thời có không ngay người ở. Chó nhịn đói nằm co quên thở, heo ngoài chuồng bao thở ăn no. Mặc thế tình sợ đói đi lo, lắm thế sự hết no rồi đói. Trâu hai trâu, trâu người trâu ma, chuột thời hai chuột, chuột ta chuột rừng.
thì nói chung là trâu năm, rồi trâu tháng, rồi chuột năm, chuột tháng. Mèo thời hai thứ, mèo nhà, mèo rừng. Rắn lai hai thứ, coi chừng hổ lông. Ông thiếu mật chờ thở ném bông, trâu cài đáy biển, cọp sông mé rừng cũng nhắc nữa, cũng trâu cài mé biển đáy biển nữa. Lịch thông thơ để trước con trâu, lịch thông thơ để trước con trâu. Thần thiên cẩu nêu sao tội trọng, đừng ngó thấy con, đừng ngó thấy trời còn cao rộng, mà dông sư phản chúa rộng ngôn. Còn đó là nói cho phần ông ba, ông nói trâu cọp, trâu cọp chuột mèo, trâu cọp mình nói nãy giờ đó. Còn sư giải bán thai á, thì ông không nói trâu cọp mà ông nói sủ dần, thì sủ là trâu, dần là cọp, cũng như ông nói là sủ dần tức là trâu cọp đó. Gắn công tu niệm ở đời mà coi, sủ dần vốn thiệt hẳn hồi, sủ 21 dần 22 là trâu cọp đó. Hay là sủ dần thì lại sầu bi rất nhiều, hay là sủ dần sức thánh lo cần binh cơ, hay là sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, chỉ đa là nhiều, binh là binh đao, bệnh là bệnh hoạn, sủ dần đa bệnh lại còn đa binh. Tháng 3 mùng 9 sức binh, ngày rằm sức tướng giải binh bép màu, đến đâu xa nổ đá nổ súng chai, nó cho già trẻ gái trai hay mừng. Thì đó là mình nhắc cái này nãy giờ, đó là ông ba ông nói trâu cọp, trâu cọp. Còn sư giải thì ông nói là sủ dần, sủ dần thì sủ dần cũng là trâu cọp. Thì khẳng định là cái năm Tý 20, năm sủ 21 con trâu này, rồi nó cọp 22 là dữ tợn rồi, thay không lắp cơ thể phơi khô. Rồi con mèo, mèo kêu nghe tiếng ai bi, vương thần phụ tỷ xiết chi ưu phiền, rồng ba sao xíu nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần, chừng nào có ngựa có lăng. Ngựa là 26 đó là ngon lành á, có ngựa có lăng rồi có uy có phụng, có quân có thần, long lân uy phụng là trong tứ linh, rồi có quân có thần là mình đi vua tôi mình hợp mặt với nhau. Vào ngày năm 26 là con ngựa, rồi 27 con dê, qua năm dê đến lúc mùa hè, trong bát đánh biết ai hữu chí, ai còn ai không gì mất thì biết. 27 rồi 28 là thân, 29 là dậu, năm 2028 không 2029 là thân dậu. Thì cuối thân dậu y như thượng cổ, y như thượng cổ thì nhân sanh hết khổ đến mai, đế dương xuất thế là ngày, dậu thân bình trị trong ngoài âu ca. Hay là đến thân dậu cơ trời thấy lộ, hết đau binh quy cổ diệt kim, vì cái kim này trở về cái đời cổ. Thì cái buổi hạm quân hạ này đó, diễn biến là 7 năm, từ 20 cho tới 26. Thì 20 con chuột, 21 con trâu, 22 con cọp, 23 con mèo. Đó là dương vật 10 phần, hao đủ 7-8 rồi, thảm hoại rồi, không còn tăng diệt rồi đó. Rồi qua năm 24 là con rồng. Con rồng mới nửa gút nanh, mà lấy nói con rồng nửa con đó, còn này gọi là khủ dĩ hải. Còn thầy nói con rồng mới nửa gút nanh, mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bổn đạo bốn tùng vũ che. Con rồng là năm 24 nha, con rồng mới nửa gút nanh, ý nói nửa con rồng đó, nửa cái năm con rồng đó, con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bốn tùng vũ che. Đó rồi năm con rồng. Rồi qua 25 là 5 tỷ là con rắn đó. Thì 24, 25 đánh răng còn ôn binh còn bệnh quản còn thảm họa, nhưng mà 24 và 25 đó là có Phật thánh tiên ra đời, nhất là năm 25 Ất Tỵ là vua tôi hội hiệp với nhau. Năm 25 qua năm 26 vua tôi hội hiệp với nhau, thầy cho biết là tam thiên lục bá giác lâm trần, khốc tử lang tâm biến họa dân, tà quái hạ quân khai ác chiến. Ất niên bình thử kiến quân thần, cái niên nào mà có chữ ất á, bình thử là bình an, kiến quân thần, kiến là thấy quân thần, vua tôi thấy mặt nhau, hội hiệp với nhau. Vào cái năm có chữ ất thì năm 25 là Ất Tỵ, 25 là Ất Tỵ, đó là vua tôi hội hiệp. Rồi trong bài Sĩ Lý Ca thầy cũng nói nè, cuối năm thịnh sẽ lo dẫn chuyển, sứ hà tiên linh hiển cơ quan, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thịnh rồi lập nhân hoàng hội ra, hết thịnh rồi lập nhân hoàng hội ra, hết thịnh thì sang tỷ cái gì. Lập nhân hoàng là vua Minh Dương mình đó, lập nhân hoàng hội ra, phiên sanh chúng gần xa phấn cản, dựng nhân hoàng cho rạng A Đông. Vậy thì chắc chắn là năm 25 là vua tôi sẽ hiệp mặt, vua tôi sẽ hiệp mặt vào năm 25 là năm Ất Tỵ. Rồi 26 là ngon lành rồi, có ngựa có lân có uy có bổng rồi. Rồi 27 ra là qua năm dê đến lúc mùa hè đó, trong bá tánh biết ai hữu chí, ta chịu lệnh Tây Phương thọ ký nhìn rông đặng cứu dương trần á. Rồi 28 29 là thân dậu là y như thượng cổ, rồi tức hợi đó thì hoàn toàn là đời thượng cổ rồi.
28, 29 là 30, 31 là tức hợi. Thì trong là con giáp, nói hồi nãy đó, từ 20 cho tới 31 là 12 năm, là con giáp nhỏ. Là cái cuộc mà định phân định này là nói dài kéo dài là 12 năm. Nhưng mà định phân định mà ký hút mắt để mà tặng diệt đó, thì 20 cho tới 26 là 7 năm. 7 năm, 20 tới 26. Còn 26, 27, 28, 29, 30, 31 đó là ngô lành rồi. Còn người hiền không rồi, có thể nói là 28, 29 là tham dạo đời thượng cổ rồi. Đó. Nó như vậy thì cuộc diễn biến là đến đây là như vậy đó, mấy cháu không có còn suy nghĩ gì nữa hết. Đó, thì bây giờ cuộc mình nói chuyện đến đây cũng là chấm dứt. Thì trước khi mà dứt lời, để mình cũng có lời nguyện giái thầy tổ, thầy mau trở lại. Cũng như là thưa quý vị, hết trước khi dứt lời thì tôi cũng xin có đôi lời cầu nguyện với thầy, kính lại thầy cảm ơn chứng minh. Kính lại thầy cảm ơn chứng minh bạch thầy. Hôm nay là ngày 18 tháng Giêng của năm Tân Sửu, chỉ còn có một tháng mấy nữa là đến ngày 25 tháng Hai Nhâm, kỷ niệm 74 năm thầy xa vắng. Kỷ niệm 40 năm thầy xa vắng. Thầy ơi, thầy xa vắng đi rồi thì con lạc cha, con hỡi u ơ, thầy xa tớ ngẩn ngơ thương mến. Thầy cho biết ngóng trong chờ dẫn thời đưa đến, đặng chung cùng một địa quỳnh tương. Cây mô đồng hướng vẽ đường xương, cho chim vụng mặt tình xè múa. Bạch thầy dẫn thời đã đến hay chưa? Thầy ơi, năm nay là canh tí, đã qua năm tức hợi rồi. Có thành tâm tha thiết cầu nguyện thầy xin ơn trên để được sớm trở về. Thầy cho biết tuy là hữu ảnh vô hình, chứ dân lòng tưởng sân trình đáo lai, hay là ít lâu ta cũng trở về, khuyên cùng bổn đạo chớ hề làm sao. Và đặc biệt là chừng nào thầy lại gia trung, thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Con thành tâm tha thiết cầu nguyện với thầy xin ơn trên năm xác định là Đức Phật Tổ A Di Đà, Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Bà Quan Thế Âm, Đức Ngọc Hoàng, Đức Minh Vương, cho thầy sớm đáo lai trở lại, sớm trở về. Thầy về để chấn hưng Phật giáo hòa hảo được phát huy rực rỡ trước thế giới năm châu, trước đất nước Việt Nam này. Và thầy về nói chung cứu độ vạn dân bá tánh, đồng bào con hồng cháu lạc trong đất nước Việt Nam này mạnh giỏi bình an, tai qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành, tiêu tai thịnh sự, giải thoát mê ly và thoát khỏi cảnh lầm than thảm khổ đang diễn ra và sắp xảy đến, nào thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh, đặc biệt là thoát khỏi cái nạn kiếp do con virus corona Vũ Hán nó đang hoành hành khắp thế giới năm châu. Và đặc biệt nữa có thầy về để trong bổn đạo tín đồ Phật giáo hòa hảo được sự phủ che của thầy hầu vững bước trên con đường Phật pháp. Thầy minh thị cho biết chừng nào thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Và đặc biệt nữa thầy về xin ơn trên để mà chấn hưng đạo Phật giáo hòa hảo, giải đạo chánh vị thương Nam Việt. Thầy trở về, thầy về để mà dựng lên một chế độ quân chủ, một đấng minh vương, một chế độ quân chủ no cơm áo ấm, hòa bình hạnh phúc cho muôn dân, cho trăm họ được thái bình an cư lạc nghiệp. Nam mô Tam Giáo Quy Căn Bổn, cầu Chúa ra đời trị muôn dân, cầu thầy trở lại diều sanh chúng, con Phật cháu tiên hiệp một đàn. Nam mô A Di Đà Phật, kính lại thầy cảm ơn chứng minh lời thiết tha cầu nguyện của con. Và sau cùng con cũng cầu nguyện cho tất cả nhân loại chúng sanh trên thế giới nói chung, nói riêng là đồng bào con hồng cháu lạc dặn dân bá tánh trong đất nước Việt Nam này, tất cả đều bước qua năm tân sửu con trâu này mạnh giỏi bình an, tai qua nạn khỏi, tinh tấn tu hành, tiêu tai tịnh sự, giải thoát mê ly và thoát khỏi cảnh lầm than thảm khổ đang diễn ra và sắp sẽ đến, nào thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh. Nhờ ơn trên cảm ơn chứng minh, Nam mô A Di Đà Phật. Thì cái buổi hạ quân hạ này đó đã chấm dứt rồi đó, là nhờ Đức Minh Vương mình khóc lóc tâu với Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni để xin Đức Ngọc Hoàng đình lại Phan Hải Vũ bỏ trần gian để Phật Tổ sai cắt chư tiên Phật xuống để giải trần. Vì thế mà cho đến cái cuộc đời hạ quân hạ này nó kéo dài cho mãi đến hôm nay. Nhưng mà cái gì thì nó cũng có hạn, thí dụ Đức Phật Tổ sinh lại thì cũng có hạn. Thì bây giờ theo nghiên cứu đó thì nó đã đến hết cái hạn Đức Phật Tổ sinh lại rồi đó. Trong cái năm mà canh tí 20 này là bắt đầu nó diễn biến kinh hoàng để rồi tận diệt
tận diệt cái đời Hạ Quân Hạ này, tận diệt cái người hung, người dữ đó, người không tu đó, để chọn lại một số hiền đức để mà lập lại cái đời Thượng Quân Thánh Đức, cũng như là minh thị và kiên quyết của Đức Thầy là Hậu Long Hoa, để chọn kẻ tu mi, người hiền đức đặng phò chân Chúa, hay là lập cho rồi cái Hậu Long Hoa đặng coi hiền đức là được màu bao nhiêu. Nó cho nên bây giờ nó đã đến thời kỳ là bắt đầu có năm Canh Tý này diễn biến, chỉ còn 4 ngày nữa để bước qua năm Tân Sửu. Con trâu này nó quật dữ tợn lắm mà mấy cháu ơi, dữ tợn lắm, không có thể tưởng tượng nó con trâu tới đây. Nghĩa là mà các ngài ông Ba, Nguyễn Văn Thới, ông Sư Giải đều minh thị là cái năm 21 con trâu, 22 con cọp này là dữ tợn lắm. Nghĩa là con trâu này như trong Tam Hoàng Thơ thì trước tiên Tam Hoàng Thơ có cho biết đó là trâu ai mà để ở không, sao không cài ruộng kêu công cái giùm, ngựa ai hung dữ quá hùm, trâu cài ngựa cởi ba thùng cắt gom. Trâu là 21, con ngựa là 26, có nghĩa là ý ông Tam Hoàng Thơ nói trâu cài ngựa cởi ba thùng cắt gom, có nghĩa là từ 21 con trâu đến 26 con ngựa đó là có thể là ba thùng cắt gom, là ba tiếng sấm nổ để gom người hiền đó, là trong vòng khoảng thời gian là 21 tới 26 là con trâu giờ tới con ngựa. Đó là nó Tam Hoàng Thơ. Còn ông Ba ông khẳng định là cái con trâu này đó là dữ tợn lắm. Đức Thầy cho biết là trước tiên là Lâm Phàm dạy cho mình cái đạo làm người, viết dạy trần nên nói lời thường cho sinh chúng đời nay dễ biết. Mà lời thường của Thầy là rút trong các lực các kinh, nghĩa là để rồi Thầy phiến cáo cho mình tu cái đạo làm người, tức là cư sĩ tại gia đó, để rồi có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội sắp đến để mà tu tiến về cõi giới an lành của Đức Phật. Thì cái đời Hạ Quân Hạ này chắc chắn đó là cái năm 20 đã sắp tàn, để rồi bước qua 21 con trâu, 22 con cọp, đó là 23 con mèo, 24 con rồng, 25 con rắn và 26 đó là con ngựa, là có thể là kết thúc cái buổi Hạ Quân Hạ này tới 26. Cho nên là không có còn gì nữa, chú nghiên cứu là chắc chắn như nó là vậy, nhất định là qua cái năm con trâu này, tháng giêng đây, tháng giêng tới đây, qua 30 Tết đây, bắt đầu tháng giêng, ông Tam Hoàng Thơ ông khẳng định là ai ô chứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, 30 tháng chạp là 30 Tết, dở mùng có nghĩa là từ mùng 1 cho tới mùng 10 đó, mình gọi ngày mùng đó, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, là ông cho biết là tháng giêng là bắt đầu muối mắm làm khô, tháng 4 chú Sáu dẫn cô về chùa. Còn ba Nguyễn Văn Thới thì cũng cho biết là việc đời cận Tết thấy chết mới hay, tuy sống ngày nay chứ thương thai mai thác, việc tôi nói khác, cô bác chẳng dùng chê nói tầm cùng, chứ dở mùng thấy Chúa, cũng dở mùng, cũng ra mùng. Rồi cái mà thần đồng Ấn Độ 14 tuổi đó, ông cũng tiên đoán là, chú cũng tiên đoán là cái ngày 29 Tết, tức là 10 Tây tháng 2 đó, cái ngày đó là đại thảm họa. Mà ngày 10 Tây tháng 2 đó là ngày 29 Tết, nó thì nó các ngày nó cũng trùng hợp vô hết, cho nên là 29-30 Tết bắt đầu qua tháng giêng là cái thảm họa đưa đến cho nhân loại chúng sanh, nhất là đối với những cái người mà hung dữ không tu là phải chịu cái cảnh diệt vong thôi, nó chắc chắn là như vậy. Đức Thầy khẳng định là cái cơ tận diệt lập đời trở lại đó, thì nhân vật 10 phần cao 7-8, khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt để lập đời trở lại, khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại thượng quân, diệt thiên cơ phùng tỏ hết trơn, cho trần hạ thường nơi lao lý. Thầy cho biết là nay tận diệt để lập đời trở lại, và cái cơ tận diệt này thầy minh thị và khẳng định cho biết là nhân vật 10 phần hao 7-8, thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Hao 7-8 thì còn 2-3, thiên cơ biến đổi căn qua gẫm trong thế giới còn đôi 3 phần. Thì đó là lời của thầy cho biết đại cơ tận diệt hao 7-8, mà thầy không có cho mình biết rõ là cái hao 7-8 vào cái thời điểm nào. Mà ông Ba Nguyễn Văn Thới ông cho biết luôn, ông nói phần nào tích thiện thì để riêng, phần nào khi thánh khi tiên có phần, nói đuổi trâu gặp cọp rần rần là 10 phần thác 7-8 phần người ơi. Đuổi trâu gặp cọp có nghĩa là hết cái năm trâu mà bước qua năm con cọp đó, tức là hết cái năm 21 bước qua cái năm 22 đó, là cái nông trong cái năm 22 con cọp đó là 10 phần thác 7-8 phần người. Đó là lời ông Ba khẳng định. Hay là ngưu phùng hổ đáo miền lao lý, ngưu phùng hổ là trâu gặp cọp, ngưu phùng hổ đáo miền lao lý, trâu gặp cọp thì chí mẹo dần Phật ký hiện ra. Thì chí mẹo dần là cuối cái năm 22 và đầu năm 23 đó, cuối năm 22 là năm dần, đầu năm 23 là năm mẹo con mèo đó, là Phật ký hiện ra là còn người hiền không, đó là còn người hiền không. Rồi 24 là con rồng, 25 là con rắn, rồng rắn
tức là thìn tỵ, 24 là rồng là thìn, 25 rắn là tỵ, mà ông ba ông chưa biết là thìn tỵ sức long chiếu cố, giận thời tráo thố quán liêu. Sức long là rồng, là vua là dương chứ gì, là 24 và 25 thìn tỵ. Và thầy cũng khẳng định là thầy cho biết trong bài Thiên Lý Ca cuối năm thìn, cuối năm thìn là năm 24 đó, con rồng đó, cuối năm thìn sẽ lo vận chuyển sứ hà tiên linh hiển cơ quan đó, ngon lành rồi đó, nhân sanh sẽ hiệp một đàn, hết thìn rồi lập nhân hoàng hội ra, hết thìn thì sang tỵ là ấm lắm, lập nhân hoàng hội ra, nhân hoàng là vua Minh Vương mình đó, phiên sanh chúng gần xa phân cạn, dựng nhân hoàng cho rạng Á Đông, đó là trong bài Thiên Lý Ca. Và trong cái bài mà bốn câu thầy cũng cho biết là tam thiên lục bá giáng lâm trần, khốc tử lan tâm biến ngoại dân, tào quái hạ nguyên khai ác chiến, ất niên bình thự kiến quân thần. Cái niên nào mà có chữ ất là bình thự, là bình an, kiến là thấy quân thần, là vua tâu thấy mặt nhau. Và có năm có chữ ất thì 24 giáp thìn, 25 là ất tỵ. Nó thì bài Thiên Lý Ca và trong cái bốn câu này thì nó cũng trượt hợp vô đó, có nghĩa là 24, 25 là thìn tỵ, đó là sức long chiếu cố, là ngon lành. Để rồi 26, 27, 28, 9 là có thể như sắp xếp cái đời thượng quân, chắc chắn đến đây là phải vậy, không còn sơ dịch nữa hết. Nhất là bây giờ mình nói tới con trâu sắp đến đây thì thôi không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ vậy thì trước tiên phải sao? Mình phải lo ráng mà tu, trước tiên là tu cái đạo làm người, tức là gọi là cư sĩ tại gia đó. Trong cái đạo làm người đó mình phải ráng lo cho tròn cái chữ hiếu, muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, là thiên kinh giảng điển hiếu nghĩa di tiên. Khổng Mạnh thì cũng dạy là muôn ngàn vạn quyển kinh cũng đề dạy hiếu nghĩa làm đầu. Cho nên Đức Thầy khẳng định là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, con người sanh ra ở đời chỉ có cái hiếu nghĩa là trước hết. Vì thế cho nên ngài mà cho biết là cái ân mà Cửu Huyền Thất Tổ ông bà là đứng đầu trong tứ đại trọng ân, phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp, quân thần nghĩa trọng hữu thiên niên. Mình ráng làm tròn cái chữ hiếu trung nó mà tròn vẹn rồi thì thác là chắc chắn lên tiên đài. Vì vậy thầy đã khẳng định mà là hiếu trung lòng chớ dở quên, sống cho trọn đạo là thác lên tiên đài. Mình sống, con người mình sống ở đời cho trọn cái đạo hiếu trung thì thác rồi chắc chắn sẽ lên tiên đài. Đó gọi là cảnh giới mà ngày Long Hoa Đại Hội đó, ngày Thượng Quan Tánh Đức đó, chắc chắn là sẽ có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội nếu mình làm tròn chỉ hiếu. Nhưng bằng chứng là Quan Thượng Đẳng Đại Thần, ngài Nguyễn Trung Trực, ngài chỉ trung quân dương hiếu phụ mẫu, mà khi mà Pháp nó sát hại ngài rồi đó, sau này Đức Thầy ra đời cho biết ngài là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Quan Thượng Đẳng Đại Thần có nghĩa là đứng đầu các vị thần. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần mới chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đó. Thì Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực ngài chỉ trung quân dương hiếu phụ mẫu, mà đó là ngài là Quan Thượng Đẳng Đại Thần. Còn đối với tín đồ Phật giáo Hòa Hảo nói chung trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương đó, chẳng những trung quân dương hiếu phụ mẫu, đặc biệt là phải trung thầy hiếu đạo, sống tranh rau phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân, hay dầu không siêu cũng đặng về thần, nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Cho nên cái buổi hạ quân hạ này bây giờ đó là chỉ còn cái pháp môn là mình tu cái đạo làm người cho tròn vẹn đi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Tu cái đạo làm người cho trọn vẹn rồi đã có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội làm dân Phật quốc, rồi tu tiến về Phật mau lẹ lắm. Đó là Đức Thầy khẳng định. Thầy đã thúc giục mình là 81 năm nay rồi, như có nói hồi nãy đó, thầy giục mình phải tu kiếp kiếp nếu không quá trễ đó, hay là đời cùng rồi tu gấp kịp thì. Mấy cháu coi mới vô cái câu đầu của quyển nhất là thầy cho biết là hạ nguyên nay đã hết đời. Chứ phải chi thầy nói hạ nguyên nay sắp hết đời, chỉ sắp thì nó còn chút đỉnh, thầy khẳng định là hạ nguyên nay đã hết đời. Cho nên đúng ra cái 11 hồi của sư giải chú có nói hồi nãy đó, thì cuộc đời hạ nguyên này là chấm dứt rồi đó, nhưng mà Đức Phật Tổ sinh lại cho nên còn đến ngày hôm nay. Đến ngày hôm nay thì nó đã đúng cái thời kỳ Đức Phật Tổ sinh rồi. Bởi vì sư giải cũng khẳng định mà thầy cũng khẳng định cái buổi hạ nguyên này chừng nào mới phân định bệnh phân. Thì ông sư giải cho biết là hạ nguyên tức hợi đổi dời, để rồi Ngọc Hoàng hậu nghị lập đời thượng nguyên. Ông sư giảng chỉ biết là cuộc đời hạ nguyên này tới tức hợi là phải đổi dời, rồi rồi Ngọc Hoàng hậu nghị lập cái đời thượng nguyên. Còn Đức Thầy khẳng định trong bài Thiên Lý Ca, gẫm trong lê thứ hằng hà lụy rơi, chừng nào mới đặng thảnh thơi, cũng qua năm tức hợi Phật trời định phân. Và trong cái bài Trong Mây thì phiêu phiêu mê bạc trắng là, ấy là tại lĩnh ngọc tài sai ta, xuống trần thấy chúng thiết tha, vì đâu sắp đến hằng hà lụy rơi, chừng nào mới đặng thơi, cũng qua năm tức hợi Phật trời định phân. Đó là lời khẳng định và minh thị của Đức Quỳnh Giáo Chủ.
Và trong bài văn Lộ Chúc Cơ Quyền thì ngài cũng cho biết là tức hợi nhị niên giai thiền định, quần lai thượng cổ mới bình niên. Tức hợi nhị niên là hai cái năm tức hợi này, giai thiền định là trời Phật tạo hóa để sắp đặt an bài sẵn rồi. Phải định phân phân định để quần lai trở lại cái đời thượng cổ là bình an. Vậy thì là tức hợi là 18 và 19 vừa rồi đã qua rồi đó. Thì bắt đầu 20 canh tí là bắt đầu định phân. Cái cơ định phân phân định này đó là theo mà chú thấy đó, nghiên cứu trong kinh giảng đó thì chắc có lẽ là 7 năm. 7 năm phân định định phân cái buổi hạ quân này để chuyển lên đời thượng quân thánh đức là 7 năm. Đó, thì thể theo lời mà trong cái bài mà thầy lấy bốn chữ năm non bảy núi làm cái bài thơ phán thủ. 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử, non lịch đài mây rãng tu mi, bãi niên hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. Phải qua 7 năm, 7 niên là 7 năm, phải qua 7 năm hòa địa là đất cát không còn độc, không không còn động, không còn sụp, không còn chùi, không còn lở nữa, là người hiền mới đứng đầu hoặc là người hiền nắm giữ. Nhân hiền thủ có nghĩa là người hiền đứng đầu hoặc là người hiền mới nắm giữ. Phải qua 7 năm. Đó là lời minh thị của Đức Thầy. Còn ông ba ông còn quy kỳ, ông ba quy kỳ luôn. Nó tiếng kỳ hương thơm nực biên thị, bửu sơn mai quế, quy kỳ thất niên. Long qua hội đến đó mới yên. Đầu sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Ông ba quy kỳ phải 7 năm. Long qua hội đến đó mới yên. Đầu sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Còn Tam Hoàng Thơ thì nói ai ôi cháu nói tôi khùng. Ô trong Tam Hoàng Thơ thì nói thì ai ôi hãy ráng trồng phai. Trồng phai trồng bắp phải cấy cài ruộng tâm. Chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Vậy thì 7 năm đó là vì qua năm tức hợi Phật trời định phân, thì qua năm tức hợi 18, 19 rồi, bắt đầu 20 này là định phân, mà 7 năm thì 20 cho tới 26. 20 cho tới 26 là hoàn tất hết. Thì Đức Thầy đã chỉ cho chúng ta rất rõ ràng rồi. Đó là tu cái nhân đạo, tu cái đạo làm người để rồi tiến lên cái đời thượng quan thánh đức rồi mới tu tiến về Phật được. Đó là lời Đức Quỳnh Giáo Chủ. Thì trong vấn đề mà mình tu tại gia đó thì nói gì, cái chữ hiếu là làm đầu, cái hiếu là làm đầu. Thầy đã khẳng định là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, muôn ngàn cái việc lành trên đời này là chỉ cái hiếu thuận đứng đầu. Thầy phiến tấn cho mình là hiếu trung lòng chớ dội quên, sống cho trọn đạo thác lên tiên đài. Nghĩa là con người của mình mà sống ra cho trọn cái đạo hiếu trung rồi chắc chắn là khi thác sẽ lên tiên đài. Đó là lời của Đức Quỳnh Giáo Chủ, ngài đã phiến tấn chúng ta. Và đặc biệt là thầy cho biết là nhân sanh hiếu nghĩa dĩ duy tiên, con người sanh ra ở đời chỉ có hiếu nghĩa là trước hết. Cho nên ngài khẳng định là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Vì thế là trong mà Khổng Thánh thì cũng dạy cho chúng ta là thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa duy tiên, có nghĩa là muôn ngàn vạn quyển kinh cũng đều dạy hiếu nghĩa làm đầu. Và gần đây nhất đó thì có những cái câu ca dao cũng như là đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ, mà gánh nặng cuộc đời cũng không ai khổ bằng cha. Dẫu có ca dao có từ ngàn xưa đến nay là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Vì thế cho nên là cái đạo làm người đó là cái hiếu là đứng đầu. Trong tứ đại trong ân, cái hiếu cũng là cái đứng đầu. Cái ân thứ nhất cũng là cái ân hiếu của Hiền Thất Tổ và đứng đầu trong tứ đại trong ân. Vì thế là mình tu muốn tu mà cái đạo làm người cho trọn vẹn để rồi diễn kiến Đức Thầy trở lại và có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội, thì mình phải tu cái đạo làm người cho trọn vẹn, đó là phải là cái hiếu là đứng đầu. Đó là Đức Thầy Giáo Chủ, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã khẳng định dạy chúng ta như thế, không còn xê dịch gì nữa. Mình làm cho tròn cái đạo làm người để rồi có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội rồi mới tu tiến về Phật, nó mau lẹ lắm. Đó là Đức Quỳnh Giáo Chủ nói trong Úc hồi xưa, nói trong Úc mà Quỳnh Văn Quốc ở Tổ Đình đó, hồi xưa đó. Một hôm nọ là Đức Thầy hỏi ông Úc, hỏi bất ngờ, ông Úc, ông muốn tu vào Phật lắm hả ông Út? Thầy hỏi bất ngờ, ông Út chưa kịp trả lời thì thầy nói tiếp, chưa được ông Út ơi, thời kỳ này chưa tu vào Phật được, ông phải qua giai đoạn thượng quân thánh đức, tức khắc ông tu vào Phật liền. Đó là lời của Đức Thầy nói ông Út hồi xưa. Cho nên vì thế mà Đức Thầy dạy cho mình đó bốn câu mà trước khi mà ngồi niệm Phật đó: mắt nhìn trần đỏ niệm Di Đà, nguyện giá thân này khỏi đã xa, muôn đạo hồng quang quay Đức Phật, soi đường minh thiện đến Long Hoa. Tại sao thầy không dạy mình soi đường minh thiện đến Tây Phương mà đến Long Hoa? Vì thầy biết chưa có về Tây Phương được, kiếp này phải có mặt trong ngày Long Hoa Đại Hội để rồi mới tu tiến về Phật được. Vì thế mà muốn tu cái đạo làm người đó thì trước hết là cái hiếu phải đứng đầu.
giờ mình điển hình với quan thượng đặng đại, quan thượng đặng đại thần ngài Nguyễn Trung Trực đó, rồi thở sanh tiền đó. Ngài đó thì trong lịch sử thì lúc đó không có nói bằng ngài quy y với ai, chỉ bổn phận của ngài là lo chống Pháp, có một số nghĩa binh để lo chống Pháp. Nhưng mà chắc nhiều tiền kiếp ngài cũng đã tu Phật rồi, tu giờ Phật rồi, nhưng mà hiện tiền cái kiếp rồi đó là thầy ngài là ra đời để mà chống Pháp thôi, cho nên có thể nói là cái bổn phận của ngài là trung quân vương, hiếu phụ mẫu. Trung quân vương nghĩa là trung với đất nước, với vua tôi trong đất nước Việt Nam này, và hiếu phụ mẫu là hiếu với mẹ, với số dân. Vì cái lúc mà Pháp nó sát hại thầy trước đó thì nó bắt mẹ ngài và một số dân để rồi kêu ngài phải ra đầu thú để cứu mẹ. Ngài vì cái chữ hiếu, bổn phận vì chữ hiếu, cho nên phải ra đầu thú để cứu mẹ và một số đồng bào. Vì thế mà ngài bị Pháp nó sát hại. Đó là ngài Trung quân vương hiếu phụ mẫu. Còn đặc biệt tôi cũng thường nói với người cháu thằng dễ, đặc biệt là mình đó, chẳng những trung quân vương hiếu phụ mẫu mà đặc biệt là phải trung thầy hiếu đạo, có nghĩa là sống sanh rau phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Còn như quan thượng đẳng là giàu không siêu cũng đặng về thành nhờ hai chữ trung quân ái quốc. Cho nên quan thượng đẳng mà thác rồi đó là sau này nhờ thầy cho biết ngài là quan thượng đẳng đại thần, tức là có nghĩa là đứng đầu các vị thần. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Quan thượng đẳng đại thần mới chư quan cửu thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi đó, thì quan thượng đẳng đại thần Nguyễn Trung Trực, nghĩa là ngài Trung quân vương hiếu phụ mẫu, mà khi thác rồi đó là đứng đầu các vị thần, quan thượng đẳng đại thần. Vậy lập lợi là còn bây giờ chúng ta là tín đồ Phật giáo hòa hảo đó, chẳng những trung quân vương hiếu phụ mẫu mà đặc biệt là trung thầy hiếu đạo, sống sanh ra phận rau mài, một đời một đạo đến ngày chung thân. Ông thầy của mình đó, tức là ông Đức Quỳnh Giáo Chủ rồi, ông là Phật rồi, ông ở Tây Phương rồi, nghĩa là tìm cực lạc để rành đường ngõ mà. Ông là mà ở mà Tây Phương là ông có chỗ ngồi hết trơn á, Liên Hoa này chính phẩm mà. Cho nên là ông thầy của mình ông quá lớn, ông Phật quá lớn rồi. Cho nên cái đoạn chót này mà không có còn nghe ai được nữa hết, chỉ là mình nghe lời thầy dạy thôi. Ngài giáng mặt để lại cho mình nguyên một cái quyển toàn bộ thi văn giáo lý, dạy cho mình không còn thiếu sót cái gì hết, từ cái đạo làm người rồi tu lên tiên, lên thánh, lên thần, lên Phật gì, dạy không thiếu chỗ nào hết. Cho nên mình muốn làm tròn cái chữ hiếu với thầy với tổ, nhất định là mình ôm ấp là cái quyển thi văn giáo lý của thầy để mà tu theo thôi, không còn nghe ai hết cái đoạn chót này. Đó là mình giữ cái chữ trung với thầy, sống sanh rau phận rau mài đó, một đời một đạo đến ngày chung thân. Ông Sáu, rồi ông nói cái thầy là ai chuyển kiếp lại? Cái đó thì mình cũng chỉ độ thôi. Bởi vì Đức Quỳnh Giáo Chủ ông xưng là ông Phật Kim Sơn Phật. Kim Sơn Phật thì có nghĩa là ông núi ở ông Phật ở núi Vàng. Mà hồi xưa đó thì Đức Phật Ca Diếp thì cũng tu ở cái núi Vàng đó, ở miệt Ấn Độ đó. Thì ông Phật Ca Diếp cũng ngồi trong cái núi Vàng đó. Mà bây giờ Đức Thầy xưng là Kim Sơn Phật, tức là ông Phật ở núi Vàng. Thì mình nghi là Đức Thầy, tức là Đức Thầy là trong quyển Thi Văn Giáo Lý có hai vị đó. Tức là Đức Thầy là Đức Phật Thầy Tây An đó, là có thể nói là Phật Ca Diếp. Còn ông Một Thanh Tiên Trưởng đó, thì nhiều tiền kiếp trước của ông đó, thì có nghĩa là ông Trần Nhân Tôn, rồi ông Nguyễn Bình Khiêm, rồi hiện kiếp sau này đó là ông Cử Đa. Ông Cử Đa mới tu đắc đạo là lấy hiệu là Ngọc Thanh Tiên Trưởng đó. Trong quyển mà sấm giảng của thầy đó thì quyển mà nhất, quyển nhì, quyển ba, quyển tư có thể là nói của ông Ngọc Thanh Tiên Trưởng, có quyển năm là của Đức Phật Thầy. Cho nên mình cũng cái đó mình chỉ bình luận thôi chứ mình đâu có định chắc được. Rồi Đức Thầy có phải là 5 lần chuyển kiếp phải không? Hả? Đức Thầy có phải 5 lần chuyển kiếp không? 5 lần chuyển kiếp hả? Ông nói luôn cái đại tài luôn coi. Đức Thầy là mày nói Đức không thầy Tiên Trưởng hay là mày Thầy Tây An? Đức Thầy Tây An thì tao nói là thấy mình bình luận mình nói bị ông xưng ông làm Kim Sơn Phật đó. Mình chỉ nói là ông Phật ở núi Vàng, tức là ông Phật Ca Diếp thôi, chứ mình đâu có hồi nào giờ đâu cũng nói chuyện 5 kiếp 7 kiếp gì đâu. Có Ngọc Thanh Tiên Trưởng đó thì có thể mình đổ độ đó, mình cũng nói là tiền kiếp trước của ông là như Trần Nhân Tôn, rồi ông Nguyễn Bình Khiêm đó,
rồi kiếp sau này là ông cử đa, kiếp hiện tại ông cử đa mới tu mà đắc đạo rồi lấy hiệu là Ngọc Thanh Tiên Trưởng đó, là ông cử đa của tiền kiếp này. Nhưng mà nhiều tiền kiếp trước đó là vua Trần Nhân Tông và Nguyễn Bình Khiêm. Còn nếu nói Đức Phật thầy thì đâu có nói chuyển kiếp 5 lần 7 lần gì đâu. Rồi ông nói cái đề tài nghe ngài lập hội luôn coi. Ngài lập hội giờ ý mày hỏi gì sao? Rồi cái ngài lập hội hôm qua đó. Ngài lập hội hôm qua là ai chủ trì hay sao? Ai chủ trì? Thì cái vấn đề mà chủ trì cái hội hôm qua đó thì cũng là tiên truyền nói trong kinh rồi nói thì đó là Đức Phật Di Lặc. Sắp đến đây chủ trì cái hội Long Hoa là Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc chủ, và khi thành lập hội Long Hoa xong rồi đời Thượng Quan Thánh Đức á, thì Đức Phật Di Lặc là giáo chủ của cõi cái Ta Bà của cái đời Thượng Quan. Đó là Đức Phật Di Lặc. Còn nói là Đức Phật thầy thì mình nghĩ là ông xưng ông Kim Sơn Phật, đó là ông Phật ở núi Vàng tức là ông Phật Ca Diếp. Rồi còn ông mà cử đa tức là Ngọc Thanh Tiên Trưởng. Ta cùng Đức Thầy mới tá hiệu cùng điên đó. Ta là ông cử đa là ông Ngọc Thanh Tiên Trưởng đó. Cùng Đức Thầy là Đức Phật Thầy Tây An đó. Khùng thời quê ngủ núi Sam là Đức Phật Thầy là chứng khùng đó. Còn điên chẳng có chùa ám chứ này là Đức Ngọc Thanh là chứng ông điên đó. Thì đó là mình coi rồi mình chỉ bình luận thôi. Thì nói chung là mình là tu tại gia tu đạo làm người đó. Mấy đệ ơi, mình cái chữ hiếu là nút đầu. Nhân sanh hiếu nghĩa dĩ di tiên, con người sanh ở đời chỉ có hiếu là trước hết, không có gì qua được hết. Cho nên là Đức Thầy khẳng định là muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu. Đứng đầu trong tứ đại trọng ân cũng là cái ân mà của quyền thánh tổ ông bà cha mẹ là cái ân thứ nhất đứng đầu trong tứ đại trọng ân. Vì thế mà mình tu tại gia là tu đâu cho bằng tu nhà. Thời cha kính mẹ hơn là đi tu, thằng này nó không về thời gian lên núi cũng phiên nó hoài nè. Thì ở nhà đi lo phụng dưỡng cha mẹ đi, rồi cúng lại rồi niệm Phật làm hiền làm lành. Phật ở đâu trên núi mà đi lên trển mà tìm ở trển. Để ra mình tu cái đạo làm người, để tức là tu tại gia, cái hiếu là trước hết. Rồi ông nói Kim Cổ Kiều Quang mà cái ngày lập hội lại là ông nói vài đoạn trong Kim Cổ Kiều Quang á. Thì trong Kim Cổ Quang giờ ý muốn nói là thiên cơ ông ba, ông tỏ thiên cơ á. Thì bây giờ trở qua rồi vấn đề mà báo động thầy tổ với trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương của mình đó. Thì Đức Thầy, rồi trước đó là ông Sư Giải, rồi ông ba Nguyễn Văn Thới. Còn ông Trạng Trình Nguyễn Bính Khiêm thì cách đây là 500 năm rồi, nó xa vời quá rồi. Và chỉ gần đây trong hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương gần đây đó thì có ông Sư Giải. Ông ra đời năm 901, 1901. Là năm Tân Sửu và Nhâm Dần là 1902. Đó là ông Sư Giải Bán Phai, ông ra đời ở tại ông Bán Phai tại Kinh Vĩnh Tế đó, ở Châu Đốc đó. Ông dạy có 2 năm đó rồi ông vắng bóng. Rồi ông để lại cho mình một cái quyển sấm giảng. Tên nó gọi là sấm giảng người đời đó. Ở trong đó cái quyển đó nó có 11 hồi. Tức là 11 cái quyển nhỏ mà thường thường là gọi 11 hồi. Thì bây giờ mình trở ra mình nói về vấn đề mà thiên cơ có cái báo động đó. Thì ông Sư Giải vắng mặt đó. Ông dạy đời 2 năm, 1901 và 1902. Rồi ông vắng mặt cho tới bây giờ đó. Thì ông để lại cho mình một cái quyển diễn sấm giảng, gọi là quyển sấm giảng người đời đó. Trong đó nó có 11 cái quyển nhỏ mà mình thường thường gọi là 11 hồi. Trong đó quyển 8 và quyển 9. Ông khẳng định là cuộc đời hạ quân này đó tới tức hợi là phải đổi dời để rồi Ngọc Hoàng Hậu Nghi lập đời Thượng Quân. Cũng như nói là hạ quân tức hợi đổi dời, Ngọc Hoàng Hậu Nghi lập đời Thượng Quân. Ý nghĩa ông nói là cuộc đời hạ quân này tới tức hợi là phải đổi dời để rồi Ngọc Hoàng Hậu Nghi lập lại cái đời Thượng Quân. Đó là ông Sư Giải, ông ra đời thì đó ông cũng dạy làm hiền làm lành, cũng tu tại gia. Nhưng mà mình đây mình chỉ nói về vấn đề mà bàn về vấn đề chút đỉnh về thiên cơ. Thì ổng 1901 và 1902, 37 năm sau, tức là năm Kỷ Mão 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời. Ổng dạy cho mình 7 năm mấy rồi ổng cũng vắng mặt. Ổng vắng mặt thì trong cái để lại cái quyển mà toàn bộ thiên giáo lý đó, trong đó ngài cũng khẳng định là tức hợi. Nghĩa là cái quyển mà thiên giáo lý toàn bộ Đức Thầy để lại đó, trong đó là 500 trên 500 trang
và câu văn thì nếu mình tính mà văn xuôi văn dần gì đó thì đổ đổ cũng chừng cũng là 13-14 ngàn câu. Nhưng mà Đức Quỳnh Giáo Chủ không có nói trùng tự, trùng văn trùng tự không có nói, nhưng mà chỉ có cái tức hợi ngày lặp đi lặp lại là 3 lần. Thí dụ như trong cái bài Trong Mây thì Đức Thầy cho biết: phiêu phiêu mây bạc trắng là, ấy là tại lĩnh lột tà sai ta, xuống trần thấy chúng thiết tha, vì đâu sắp đến hằng hà lị rơi, chừng nào mới đặng thảnh thơi. Đó, thầy hỏi rồi thầy trả lời, chứ mình biết đâu trả lời. Qua năm tức hợi Phật trời định văn, đó là trong cái bài Trong Mây. Nhớ xuống trần thấy chúng thiết tha, vì đâu sắp đến hằng hà lị rơi, chừng nào mới đặng thảnh thơi. Qua năm tức hợi Phật trời định văn, đó là trong bài Trong Mây. Và trong bài Thiên Lý Ca có một đoạn thầy nói là gẫm trong lê thứ cũng hằng hà lị rơi, cũng chừng nào mới đặng thảnh thơi, thì cũng là qua năm tức hợi Phật trời định văn. Đó là hai đoạn đó trùng văn trùng tử đó. Rồi trong cái bài mà vắng là Lộ Chúc Cơ Quyền đó, thầy cũng cho biết là tức hợi nhị niên giai tiền định, quần lai thượng cổ mới bình yên. Nghĩa là tức hợi nhị niên giai tiền định, nhị niên là hai cái năm tức hợi này, giai tiền định là trời Phật tạo quá sắp đặt cái an bài rồi, nó phải định phân phân định để rồi trở lại cái đời quần lai thượng cổ, trở lại cái đời bình an. Đó thì như vậy thì ông sư giải rồi Đức Thầy cũng khẳng định là tới tức hợi cuộc đời Hạ Quân này, tới tức hợi phải đổi dời để rồi Ngọc Hoàng hậu nghĩ lập đời Thượng Quân. Như vậy thì tức hợi nào? Bởi vì 12 năm là có năm tức năm hợi, 12 năm có năm tức năm hợi. Thì muốn biết tức hợi nào đó, mình trở lại cái tuổi của sát thầy. Cái tuổi của sát thầy, 25 tới đây là kỷ niệm 101, 100, kỳ thứ 101 năm ngày đản sinh của Đức Thầy. 25 tới đây 7 ngày nữa. Thì trong cái bài lý lịch của thầy nó có 4 câu. Cho biết là Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng. Quỳnh Long là cái bốc hiệu của thầy đó, cũng là Quỳnh Long Lộ Dĩ Bạch Sĩ Tiên Sinh đó. Quỳnh Long là cái danh hiệu của thầy. Thầy cho biết là Quỳnh Long tự thế gần sanh chúng, nghĩa là thầy tự thế xuống dưới thế này cho gần sanh chúng. Rồi gần sanh chúng mà ở đâu? Bổn tánh Hòa Thôn Hảo Dĩ Đầu. Cái bổn tánh là Hòa Thôn Hảo Dĩ Đầu, là cái làng Hòa Hảo, làng Hòa Hảo này là trước hết thánh hiệu Hòa Hảo này. Bổn tánh Hòa Thôn Hảo Dĩ Đầu. Cái câu thứ ba thầy cho biết là Thác Ly Tiên Cảnh Truyền Bá Kỷ. Câu này mới là quan trọng nghe mấy cháu. Thác Ly Tiên Cảnh Truyền Bá Kỷ, năng tầm Phật Lý Rạch Từ Câu. Câu thứ ba thầy cho biết là thầy Thác Ly cái cảnh tiên á, xuống dưới tự thế này đó, truyền bá kỷ. Chữ bá có nghĩa là trăm, mà chữ kỷ là năm. Tức là thầy cho biết thầy Thác Ly Tiên Cảnh xuống dưới thế này truyền bá 100 năm. Bá kỷ là 100 năm. Mà thầy bây giờ là 101 rồi đó, 25 tới là đản sinh là thứ 101 rồi đó. Đó như vậy thì mình mới nói về đó rồi khẳng định và coi cái tức hợi nào. Là một, hai nữa là cái đạo của thầy đó. Những cái câu này nói ra mình cũng chỉ bàn thôi. Ví dụ như là thầy cho biết là nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80. Sao thầy không, nhà tôi có nghĩa là thầy nói cái đạo của tôi đó đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80, nghĩa là cái đạo của tôi đó là tôi khai sáng là chỉ 80 năm. Thì trong quãng Nguyễn Thắng Giảng thì cũng có một cái mà, mấy câu có bà già, bà hỏi thầy hồi lúc còn ở tổ đình, với cái tuổi tác của bà như vậy bà có thể sống để mà dự hội Long Hoa hay không. Thì Đức Thầy cho biết là Long Hoa hồi ấy còn xa, biểu bà đó phải ráng mà tu niệm thì đặng nhờ thân sau. Phải chi hồi ấy hồi gần thì ta hà tất thì xuống trần làm chi. Thì ở dưới giảng để đó, bà già đó là 80 tuổi. Bà già lúc đó hỏi thầy là 80 tuổi. Thì nó cũng nó trùng hợp vô đó, đem theo trong sách bạc hàng 80, có nghĩa là mấy cái câu đầu thì nhà tôi vốn thiệt có đần 5 giây, nên tôi phải làm giày gì đó để nên tôi phải làm giày cho giải quả căng, với nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hàng 80, nghĩa là nhà tôi đó là cái đạo của tôi đó, vốn thiệt có đần 5 giây là thầy ra đời chỉ dạy cho mình giữ ít điều giới luật, giữ ít điều giới luật. Ít điều là bao nhiêu điều? Tức là 5 điều giới luật. 5 điều giới luật là tham sân si và uống rượu mà giọng nữ đó, 5 điều giới luật.
tức là nhà tôi vốn thiệt có đợt 5 giây, là cái đạo của tôi ra đời chỉ giữ có 5 điều giới lực đó, ít điều giới lực là 5 điều giới lực. Rồi nhà tôi đâu phải khó khăn, cũng là cái đạo tôi cũng đâu phải khó khăn, đem theo trong sách Bạc Hàng 80, có nghĩa là thầy cho biết cái đạo thầy khai ra tới 80 năm là cuối cùng đó. Nhưng mà nói 80 năm chứ bây giờ thì cái năm nay rồi là năm rồi là kỷ niệm 81 năm rồi đó. Thì 81 năm là mình tính cái năm đầu tiên là cái ngày 18 tháng 5 năm 39, mình kể cái năm đó mới là 81, nếu kể cái trong giữa là năm nay là mới cũng đúng 80 năm. Mình trở lại vấn đề tức hợi đó, thì ông sư giải cho biết đó là Hạ Quân tức hợi đổi dời. Ông cho biết là cuộc đời Hạ Quân này tức hợi phải đổi dời để rồi Ngọc Hoàng hậu nghị lập đời thượng ân. Rồi 37 năm sau Đức Thầy ra đời cũng cho biết là chừng nào mới đặng thảnh thơi, qua năm tức hợi Phật trời định phân. Thầy nhắc đi nhắc lại mấy lần nói hồi nãy đó, thì phải qua năm tức hợi. Thì như vậy thì tức hợi nào? Có phải là tức 18 hợi 19 rồi giờ hay không? Rồi năm nay là canh tí 20, thì chắc chắn là phải vậy rồi, bởi vì thầy sát thầy đã 101 tuổi rồi nè. 25 tới là kỷ niệm 101 năm ngày đản sinh của thầy. Thì thầy cho biết là thắt lưng tiên cảnh truyền bá kỹ là 100 năm, thì giờ nó đã đúng rồi đó. Thì hơn nữa là thời cuộc bây giờ đang diễn biến cả thế giới, dịch bệnh, thiên tai, rồi chiến tranh cũng sắp diễn ra, đang diễn ra và sắp xảy đến y chang trong kinh giảng luôn. Thì qua cái năm tức hợi 18, 19 rồi bắt đầu 20 này là định phân định cái buổi hạ ngôn này, định phân định cái buổi hạ ngôn này. Thì thầy nhắc lại là thầy cho biết là chừng nào mới đặng thảnh thơi, qua năm tức hợi Phật trời định phân. Thì qua cái năm tức hợi 18, 19 rồi bắt đầu 20 này là định phân định của buổi hạ quân này. Như vậy thì định phân định cái buổi hạ quân hạ này để rồi tiến lên cái đời thượng quân thánh đức, nó khoảng bao lâu, vào thời điểm nào? Đó, thì vào thời điểm nào thì nó là qua năm tức hợi bắt đầu canh tí là bắt đầu định phân định. Vậy thì định phân định buổi hạ quân này tiến lên đời thượng quân thánh đức là bao lâu? Thì bây giờ mình cũng thể theo lời của thầy mình cũng bàn ra thôi. Thí dụ như thầy lấy bốn cái chữ là năm non bảy núi để làm cái bài thơ phán thủ. Bốn chữ năm non bảy núi làm bài thơ phán thủ. Thì thầy cho biết là 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử. 5 năm lục ngoạc là 5 năm 6 tháng cơ hàng thử là nghèo đói. Mình nhớ thầy nói là nói chung cả thế giới, chứ không phải cái chỗ đất nước Việt Nam mình là nhằm cõi trung ương là ngon lành rồi. Nó nghèo đói này là nó cả thế giới. 5 năm lục ngoạc cơ hàng thử. Non lịch đài mây giảng tu mi. Non lịch đài mây, cái non lịch này hồi xưa là ông Du Thính ông mới cài đó. Ông nghe lời mẹ ghẻ đồ đài đã, ông cài giữa trưa nóng, cài dưới cái chân núi, dưới cái non lịch đó. Thầy cho biết là non lịch đầy mây rạng thu mi. Bảy niên, hòa địa nhân hiền thủ, núi ngự hoàng sang tự đỉnh chi. Thầy cho biết là bảy niên hòa địa có nghĩa là 7 năm hòa địa là đất cát không còn động, không còn sụp nữa, không còn mà sụp nữa. Thì nói chung là nói về thiên tai á, phải qua 7 năm, 7 niên hòa địa, tức là đất cát trở lại bình thường, không còn động, không còn sụp nữa, không còn thiên tai nữa. Thì nhân hiền thủ, 7 niên hòa địa nhân hiền thủ. Ba cái chữ nhân hiền thủ, chữ nhân hiền là người hiền rồi đó. Nhưng mà chữ thủ nó có hai nghĩa, đầu và giữ. Thì thầy nói 7 niên hòa địa nhân hiền thủ phải qua 7 năm, đất cát không còn động, không còn sụp nữa, thì người hiền mới đứng đầu, hoặc là người hiền mới nắm giữ, phải qua 7 năm. Đó là lời của Đức Thầy. Còn lời của ông ba của mình, ông ba Nguyễn Văn Thới, thì ông cũng cho biết là Tiếng kỳ hương thơm nực biên thì, bủ sơn mai quế, quy kỳ thất niên. Ông quy kỳ thất niên, 7 năm. Long Hoa Hội đến đó mới yên, đầu sơn nhất sĩ, trừ phiên anh hùng. Theo tôi nghĩ là cái câu ông ba nói đầu sơn nhất sĩ trên đầu núi, đầu sơn là trên đầu núi đó. Nhất sĩ là chỉ có một người sĩ thôi, hiền thôi. Mà trừ phiên anh hùng thì có nghĩa là phải qua 7 năm rồi đó, thì Đức Thầy chứ không ai. Nhất sĩ là chỉ ám chỉ Đức Thầy là thâu phục 18 nước á. Khi mà đại nước cấm lộ 18 nước nó ham cũ báo đó, nó tới nó tranh giành đó, Đức Thầy mới xuất hiện ra cùng mới nói chơi chư ba hàng phục, bất chiến tự nhiên thành. Thành công êm thấm có lắm người hiểu, thì phải qua 7 năm.
Nhắc lại là ông ba nói là tiếng kỳ hương thơm nực biên thì, Bửu Sơn Mai Quế quy kỳ thất niên. Ông quy kỳ thất niên là 7 năm, Long Hoa Hội đến đó mới yên, Đầu Sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Đó là lời của ông ba Nguyễn Văn Thới. Và trong cái quyển Tam Hoàng Thơ đó thì cũng cho biết 7 năm. Nguyễn Tam Hoàng Thơ thì có những câu: ai ơi hãy ráng trồng phai, trồng phai trồng bắp cấy cày ruộng tanh, chừng nào dứt giặc 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Phải dứt giặc phải 7 năm, ông bà ăn Tết một năm vui mừng. Vậy thì mình lặp đi lặp lại đó, thì cái cuộc đời mà Hạ Quan Quan Hạ này đó, để mà định phân phân định cái buổi Hạ Quan Hạ này đó, để tiến lên đời Thượng Quan Thánh Đức là 7 năm, rút ráo là 7 năm. Ở trong Tam Hoàng Thơ có đoạn sau cũng là: ông cha còn ở điện đầu đất cài 7 cục mì lìa đi đâu. Đó là 7 cục ám chỉ 7 năm này đất cài là cài sới lên, cuộc đời nó hỗn độn như đất cài, cài sới tung lên hết. Cho nên mình cái đó mình cũng chỉ bàn về thiên cơ mà. Bởi vì vấn đề thiên cơ thời cuộc đó, thầy nói thầy biểu của mình phải tìm, thầy bảo mình phải tìm phải kiếm. Cũng như là thầy nói là thiên cơ đạo lý để lòng mới thôi, hay là hiền nhân bổn phận tu mi phải mau thức tỉnh kiếm thì quyền cơ, hay là trong bá tánh muốn nơi cao quý phải tri tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Cho nên đức thầy nói thiên cơ, thầy biểu mình phải tri phải tầm phải kiếm để rồi biết đó để mà tu tiến lên cho kịp cái ngày Long Hoa đại hội. Cho nên là nhiều vị cũng đồng đạo bài bác thiên cơ tu và không lo tu, mà nó mà bàn thiên cơ thực cuộc thầy cấm mà nó mà bàn đó, là mấy những gì nói quan cho thầy, thầy có cấm chỗ nào đâu, tu mới vừa nói lên đó, thầy nói thiên cơ thực cuộc thầy biểu mình đó, dân ráng kiếm ráng tri thì biết đó, xưa để lại nhiều câu thảm thiết rồi đó. Hay là mới nhắc lại là hiền nhân bổn phận tu mi phải mau tức tỉnh kiếm thì quyền cơ, hay là trong bá tánh muốn nơi cao quý phải tri tầm quyền bí nơi cơ, từ sấm kinh cho đến thi thơ trong chốn ấy nhiều nơi trọng yếu. Vậy mà có vị đồng đạo mà nói là nhiều vị đồng đạo nói là thầy cấm mà cứ nói hoài không lo tu cái gì đó, thì nói xin lỗi chứ họ không có tìm hoặc kiếm cho nên họ mới nói vậy thôi đó. Cho nên đề đó thì trở lại là qua cái năm tức hợi Phật trời định thân đó, thì qua cái năm 10 tức là 18 hợi là 19, để rồi bắt đầu 20 canh tí nó bắt đầu định thân phân định cái buổi Hạ Quan này, để rồi tiến lên cái đời Thượng Quan Thánh Đức là 7 năm. 7 năm như nhắc hồi nãy giờ đó là 7 năm. Vậy thì 7 năm là từ 20 giờ tới 26 là 7 năm, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 là 7 năm. Nhưng mà đặc biệt trong 7 năm phân định định phân buổi Hạ Quan này để tiến lên đời Thượng Quan Thánh Đức đó, 7 năm, nhưng mà ba cái năm đầu này tức là 20, 21 và 22. Ba cái năm này là có thể là ba cái năm tận diệt người hung đó. Vì thầy cho biết là cái cơ tận diệt lập đời trở lại là nhân vật 10 phần hao 78. Thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Hao 78 thì còn bao nhiêu? Trong nguyên nhất thầy cũng cho biết là thiên cơ biến đổi can qua gẫm trong thế giới còn đôi ba phần, tức là hao 78 thì còn đôi ba, còn 23. Vậy thì bình quân là cái cơ tận diệt lập đời trở lại đó là hao 7 rưỡi, 78 là 7 rưỡi bình quân, rồi còn 23 thì còn 2 rưỡi, tức là cái cơ tận diệt lập đời trở lại là hao 7 rưỡi còn 2 rưỡi. Nhưng mà đặc biệt hao 7 rưỡi còn 2 rưỡi đó, đặc biệt là chỉ có miền Tây Nam Việt của mình mới còn được 2 rưỡi nha mấy cháu, mới còn được 2 rưỡi, chứ miền Trung miền Bắc hết 9. Đất Bắc Kỳ Sao Lệ lũng sâu 10 phần thác chín có âu cho người. Vì tại sao miền Nam của mình còn 2 rưỡi mà miền Trung miền Bắc còn có 1, 10 á, mình còn được 10 còn mình còn được 2 rưỡi cái miền Nam của mình mà miền Trung miền Bắc còn có 1, là bởi vì mình được cái phước đức cái miền Nam này đó là có tiên Phật xuống giả trần. Thầy chưa biết là nước Việt Nam nhằm cõi Trung ương, nói chung là đất nước Việt Nam là nhằm cõi Trung ương rồi, nhưng mà cõi Trung ương thì lương chuyển phương Nam, phương Nam dùng 7 núi đó mở hội thánh để chọn người trung hiếu. Cho nên kể từ năm Kỷ Dậu 1849 Đức Phật Thầy Tây An ra đời, rồi chuyển kiếp là Đức Phật Trùm, rồi Đức Bổn Sư, rồi Hóa Thân Ra Ông Sư Giải, rồi tới Đức Thầy đó. Cho nên cái miền Nam của mình, miền Tây Nam Việt của mình có phước lắm, có tiên Phật lâm phàm, cho nên ăn hiền ở lành cúng lại niệm Phật ngon lành. Cho nên sắp đến đây đó, tận diệt lập đời trở lại là hao 7 rưỡi còn được 2 rưỡi, chứ miền Trung miền Bắc hao 9 còn có 1 thôi. Đó là mình nói đất nước Việt Nam của mình, còn ở thế giới đó thì thôi, cái mấy cái vùng xa xôi đồ như mà Châu Phi đồ, rồi Trung Đông rồi này kia đó,
sao mà khổ dữ lắm. Thì bắt đầu là đói, bắt đầu là mấy cái vùng đó là khổ. Như là thầy cho biết rồi mà cuối cùng là còn 18 nước nó giành cái núi vàng. Củ yên nhiên tình riêng tham báo, đổ máu tuôn rơi khùng mới nói chơi chứ ban hàng phục. Khi đền đài núi Cấm, tiếng sấm nổ sau lỗ đền đài núi Cấm rồi, đó là 18 nước đem binh nó giành, nó quánh với nhau, đặng thằng nào thắng nó giành cái núi vàng. Nó quánh gần tàn tạ thay chất thành núi, máu chảy thành sông. Rồi lúc đó thầy mới xuất hiện ra, thầy mới nói chơi, nó chơi ít tiếng mà tụi nó hàng phục hết. Cùng mới nói chơi chưa ba hàng phục, đó là bất chiến tự nhiên thành thành công. Em thắm có lắm người yêu nó, thì nhờ đó thầu thầy nó phục nó, ông ba nói vậy đó, nghĩa là tiếng kỳ hơn thêm lực biên thị bủ sơn mai quế quy kỳ tất niên long qua hội đó đó mới yên đầu sơn nhất sĩ trừ phiên anh hùng. Đầu sơn trên đầu núi nhất sĩ là một mình thầy thâu phục 18 nước trừ phiên anh hùng. Cho nên cái cơ mà tận diệt lập trời trở lại nó diễn biến là 7 năm. Nhưng mà ba cái năm đầu này 20, 21 và 22 là ba cái năm tận diệt. Tận diệt cái người hung nó không tu đó, là 7 rữ đó. Biết rằng cái buổi hạ quân hạ này đã đúng ra đã chấm dứt rồi. Thể theo lời của ông sư giải bán vai á, thì có những cái đặng văn ông cho biết đó là cái đặng văn này, cái đặng văn này thầy có nhắc lại, Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có nhắc lại. Các chư thần từng giảng năm canh về thượng giới tâu qua Ngọc Đế, chúng sanh ngang ngược làm liều, cho nên Ngọc Hoàng ngài muốn xử tiêu cho rồi. Minh Dương khó đứng không ngồi đó. Đó là thầy nhắc lại của ông sĩ giải. Thì trong 11 hộ sĩ giải có cho biết đó là cái cuộc đời hạ quân hạ này nó đã chấm dứt. Nghĩa là cũng là các chư thần từng giảng năm canh á, về thượng giới tâu qua Ngọc Đế, chúng sanh ngang ngược làm liều, cho nên Ngọc Hoàng ngày muốn thử tiêu cho rồi. Đó là Ngọc Hoàng đó quá giận, cho nên Ngọc Hoàng Đức Ngọc Hoàng ra cái chiếu chỉ đưa cho Bắc Đẩu Tinh Quân đi vũ bỏ Trần Gian. Ra chiếu chỉ rồi đó, đưa Bắc Đẩu Tinh Quân rồi đó đi vũ bỏ Trần Gian. Đức Minh Dương của mình đó nghe được mà khó đứng không ngồi đó. Trước đền mắt Ngọc Lý Tràng Lâm Ly đó, là Đức Minh Dương mình khóc lóc cầu xin Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cầu xin để cứu Trần. Với Đức Ngọc Hoàng giờ đã ra chiếu chỉ đi vũ bỏ Trần gian. Đức Phật Tổ vì cảm động đó động chàng Minh Dương, hơn nữa là Đức Ngọc Hoàng vì quá nóng giận vũ bỏ hết sao, cho nên Đức Phật Tổ mới sai. Mình nãy nói đây là nói theo trong 11 hầu của chư giải, ông nhắc lại Đức Phật Tổ mới sai Đức Phật Di Lặc cấp tốc đằng dân qua Bắc, qua bên Đức Ngọc Hoàng á để xin đình lại. Đức Phật Di Lặc mới qua tới đằng dân qua Đức Ngọc Hoàng mới rước vô trà nước. Đức Ngọc Hoàng mới hỏi Đức Phật Di Lặc với Đức Phật Tôn, dân du ta bà chơi hay là đến thôi có chuyện gì? Thì Đức Phật Di Lặc mới trả lời là Đức Phật Tổ nghe Đức Ngọc Hoàng định vũ bỏ Trần gian nên sai tôi đến đây để xin với Đức Ngọc Hoàng đình lại, để Phật Tổ sai các chư tiên Phật xuống để giải trần. Đức Ngọc Hoàng nghe Phật Di Lặc trình bày lỗ sắc buồn, Phật Tôn đến đây đã trễ một bước, đến trễ một bước, tôi đã trao chiếu chỉ cho Bắc Đẩu Tôn Quân đi vũ bỏ Trần gian rồi, nhưng mà cũng mới đây thôi, vậy phiền Phật Tôn cấp tốc bay qua Bắc Đẩu Môn, có Bắc Đẩu Tôn Quân có đi chưa? Nếu chưa đi thì nói lệnh của tôi và Đức Phật Tổ đình lại. Thì Đức Phật Tôn, Đức Phật Di Lặc nghe qua đó thì cấp tốc đằng dân qua Bắc Đẩu Môn gặp Bắc Đẩu Tinh Quân. Cái đức mà Bắc Đẩu Tinh Quân cũng vì lòng từ bi thương xót chúng sanh nên chưa có dội đi, chưa dội đi vũ bỏ Trần gian, cho nên cũng còn đó. Cho nên Đức Phật Di Lặc mới trình bày ý Phật Tổ và Đức Ngọc Hoàng. Mà Đức ông Bắc Đẩu Tinh Quân nghe qua quá mừng đi, mới trao chiếu chỉ trả lại, trao chiếu chỉ trả lại và căn dặn là Đức Phật Di Lặc sau này có xuống trần dạy dỗ cho dân chúng làm hiền làm lành, cúng lại niệm Phật thờ cha kính chúa, tức như là sau này là phải dạy cho dân chúng lo tu hành nữa, chúng về đi. Cho nên vì thế đó là cái buổi hạ quân này nó mới còn tới ngày hôm nay, còn tới ngày hôm nay. Nhưng mà theo mình nhận định nói bây giờ đó, bởi vì Đức Phật Tổ sinh ra với Đức Cộng Hoàng thì cái gì cũng má có thời gian thời hạn, cho nên có nghĩa là đến cái thời buổi này đúng cái thời hạn mà Đức Phật Tổ đã sinh lại với Đức Ngọc Hoàng rồi,
cho nên phải định phân định cái buổi hạo quân này. Thì khi mà xong rồi đó thì Đức Minh Vương mới khóc lóc với Đức Phật Tổ đó, là Minh Trào mất nước tại thì nói tôi, bây giờ tôi đã biết lỗi rồi, cho tôi quy y cùng Phật đặng tôi nối đời. Thích Ca nghe tấu khá thương, Minh Vương biết lỗi từ nước cũng thôi mất rồi. Nhưng mình nói cái đại khái, mình nói mình cũng không thuộc dành cho lắm, giờ nhắc lại giờ chỉ chúng triều rạch nó mang lỗi, ý nghĩa là thôi thì Minh Vương phải lo tu niệm đi, thất thập niên sẽ phục hồi như xưa. Thất thập niên mới nói cái nghĩa thông thường là 70 năm thất thập niên, nhưng mà cái thất thập niên này của Đức Phật Thích Ca đó dùng nó không biết là cái năm đó là trên trời hay trên Phật, mình đâu hiểu được. Nhưng mà Đức Phật Tổ nói với Đức Minh Vương đó, Minh Vương biết lỗi thì nước cũng thơ mất rồi, thưa ráng lo tu niệm đi, thất thập niên sẽ phục hồi như xưa. Thì có nghĩa là bây giờ nó đúng cái thời hạn Đức Phật Tổ sinh lại rồi, cho nên phải lọc lừa để cái buổi hạ quân hạ này tuyển chọn người hiền để tiến lên cái đời Thượng Quân Thánh Đức, chắc là nó phải vậy thôi, đúng cái thời gian rồi. Chứ đúng ra là buổi hạ quân hạ này đó là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý á, thầy cho biết á, ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay, đến năm nay là năm 39 thầy ra đời đó, đến năm nay hao hết đã nhiều, các chúng sanh đà nhuộm máu điều sao trần thế chẳng tan lo liệu. Thì không biết cái năm Bính Tý đó là hồi trước nữa hay là mới sau đây. Nếu nói cái năm Bính Tý gần đó thì năm 36 là năm Bính Tý á, 36 là Bính Tý, 39 là Kỷ Mão thầy ra đời đó. Mà nếu mà 36 mình thuộc lùi ra 60 năm đó, thì nó thuộc về là nó sụt lùi ra sao nữa, nó còn dài nữa. Cho nên là thầy nói là cho biết là ngày tiêu diệt từ năm Bính Tý đến năm nay hao hết đã nhiều, các chúng sanh đà nhuộm máu điều sao trần thế chẳng tăng lo liệu. Mình không biết là năm Bính Tý đó hồi trước nữa hay là mới sau này thì mình không biết. Thì nhờ vậy mà cái buổi hạ quân này nó còn tới ngày hôm nay, mà theo mình nhận định này tới ngày hôm nay nó đúng cái thời kỳ Đức Phật Tổ sinh lại những Đức Cộng Hoàng rồi đó, cho nên phải tận diệt ra lập đời trở lại, phải lọc lừa sàng sảy, chọn một số gạo cội nước trong lóc lại một bồn, còn đồ cặn cáo thì bốc tồn đổ đi, là lựa cái nước trong để mà uống mà xài, còn đồ cặn cáo là dơ giấy đó không có tu hiền đó thì bốc tồn đổ đi. Thì mình nghĩ vậy, nhưng mà để rồi bây giờ nó không còn bao xa, để trong cái tháng chạp này cận Tết coi nó diễn biến như thế nào, nhất là con virus và thiên tai rồi dịch bệnh, mà con virus là dịch bệnh đó, rồi thiên tai rồi chiến tranh coi nó có khởi ra cuối cái năm nay và đầu năm tới, nhất là năm con trâu, năm mà Tân Sửu con trâu tới đây nó dữ tợn lắm. Thì các nhà khoa học rồi dự đoán là cái năm con trâu bắt đầu là hạn hán, không thể tưởng tượng nó nổi. Nhất là ông Nguyễn Văn Lành á, cái nhà mà kinh dịch á, ông Nguyễn Văn Lành trên đài cũng nói là cái năm con trâu 21 nó có thể nói là chết chóc vô số kể, dữ tợn lắm. Thì mấy đệ bây giờ nó diễn biến ra như vậy thì mình cũng ráng chờ đợi đi, chờ đợi nhất là cái Tết tới đây. Chứ ông Ba cho biết là việc đời cận Tết thấy chết mới hay đó, cận Tết thấy chết mới hay. Thì sống ngày nay sẽ thương thay mai thác, việc tôi nói khác cô bác chẳng dùng, chơi nói tầm khùng chơi dở mùng thấy chúa. Dở mùng có nghĩa là mùng 1, mùng 2, mùng 3 tới mùng 10, mình gọi là ngày mùng đó. Đến ngày 11 đâu còn gọi mùng nữa là ngày rồi, ngày 11. Đó, cho nên là chơi nói tầm khùng chơi dở mùng thấy chúa, đó là lời của ông Ba. Trong Tam Hoàng Thơ hồi nãy có nói rồi, giờ cũng nhắc lại. Là Tam Hoàng Thơ thì cũng nói là ai ô chứ nói tôi khùng, 30 tháng chạp dở mùng mũi vô, 30 tháng chạp 30 Tết dở mùng qua mùng 1 tới mùng 10 đó dở mùng mũi vô, là tháng giêng mũi mắm làm khô, tháng 4 chú Sáu dẫn cô về chùa, chú Năm bờ đỡ nịnh lùa, nhà tôi hết gạo sách dù đi xin, tại cảnh bắt đầu là đói luôn, đói. Cho nên nghĩa là việc đời cận Tết đây thì cái chú mà thần đồng ở Ấn Độ 14 tuổi đó, chú cũng tiên tri cho biết là cái ngày mùng 10 tháng 2 nói hồi nãy rồi đó, là nhằm ngày 29 Tết là cái thảm họa cho nhân loại chúng sanh, ngày đó là cái ngày thảm họa. Thì ông Ba cũng cho biết là cận Tết thì ông Tam Hoàng Thơ cũng 30 tháng chạp giữa mùng mũi vô, thì coi như là cái Tết năm nay có thể nói là mình ăn chết chứ không còn ăn Tết, khổ lắm, thảm họa sắp đến. Để rồi lọc lừa sàng sảy tuyển chọn người hiền để mà dựng lên cái đời Thượng Quân Thánh Đức, thì nó kéo dài,
thì cái cơ tận diệt lập trời trở lại nhân vật 10 hàng 2 7 8 đó, thì có thể 20 này là bắt đầu, 21 là cái năm chánh, rồi tới năm 22 con cọp là coi như là có thể cuối năm 22 đầu năm 23 là ai còn đó là người hiền. Ngu Phùng Hổ đáo miệng lao lý, chí mẹo dần Phật ký hiện ra. Ngu Phùng Hổ trâu gặp cọp là bắt đầu là đáo miệng lao lý, chí mẹo dần là cuối cái năm dần rồi đầu năm mẹo là Phật ký hiện ra, là ai còn đó là người hiền, là đầu năm 23 năm con mèo. Rất là thình tỷ sức long chiếu cố, dẫn thời tráo thú quán miêu đó, dẫn thời cái đất nước Việt Nam mình trở lại cái năm 23 là ngon lành rồi. Còn cái gì nữa, Đức Thầy cho biết Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần, Khốc Tử Lan Tâm Biến Họa Dân, Tà Quái Hạ Nguyên Khai Ác Chiến, Ất Niên Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần, trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Tam Thiên là 3000, Lục Bá là 600, 3600 mối đạo, trời mở cửa quỷ dương xuống, nó xuống đây, xuống đây chi, nó làm cho dân chúng nhân lại dưới này nè, Khốc Tử Lan Tâm Biến Họa Dân, làm cho dân chúng là chết chóc khổ sở gì nó. Đó là Tà Quái Hạ Quân Khai Ác Chiến. Cái buổi Hạ Quân này, cái tụi đó là cái tụi tà quái, nó khai ác chiến, nó bây giờ đang diễn ra rồi đó, đang diễn ra đó, mình thấy rõ như ban ngày hết. Nhưng mà Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần, cái niên nào mà có chữ Ất đó là bình thự, là bình an. Kiến Quân Thần, kiến là thấy, quân thần là vua tôi, hội hợp nhau thấy mặt nhau, và có năm có chữ Ất thì năm 25 là cái năm Ất Tỵ. Ất Tỵ là cái năm 25 đó, là vua tôi hội hợp với nhau đó. Năm 24 là năm con rồng nói hồi nãy đó, đó là ngon lành rồi đó. Thì năm 25 đó là vua tôi hội hợp với nhau, năm 25 là năm Ất Tỵ. Rồi trở lại thầy cũng nói nữa, cuối năm Thìn sẽ lo vận chuyển. Cuối năm Thìn là cuối năm 24, Giáp Thìn 24, Sứ Hà Tiên Linh Hiển Cơ Quan, Nhân Sanh Sĩ Hiệp Một Đàn, ngon lành chưa? Nhân Sanh Sĩ Hiệp Một Đàn, hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng Hội ra. Hết Thìn thì sang tỷ cái gì đó, rồi lập Nhân Hoàng Hội ra thì đúng với câu là Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Hết Thìn rồi lập Nhân Hoàng Hội ra là hết Thìn rồi sang tỷ là lập Nhân Hoàng, lập Vua Minh Vương mình ra đời, tức là Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Cuộc đời Hạ Quân này diễn biến như thế đó, cắt tóc tới đây là không còn gì nữa, đó là mình phải ráng lo làm hiền làm lành xã hội từ thiện cho